Sau sự việc thu đóng góp từ học sinh không phù hợp tại trường tiểu học Tân Dân, các trường học trên địa bàn huyện Khoái Châu đang tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm và thực hiện các khoản thu đóng góp từ học sinh. Sau vụ việc tại trường tiểu học Tân Dân, trường tiểu học An Vĩ đã tổ chức họp với các giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường, kịp thời nắm bắt tâm tư của phụ huynh về hoạt động thu chi, giải đáp thắc mắc băn khoăn, đồng thời tiếp tục quán triệt lại quy trình thu các khoản đóng góp từ học sinh theo đúng quy định pháp luật. Chúng tôi giao kế toán nhà trường sẽ lập dự toán thu góp theo hướng dẫn của các công văn, hướng dẫn của tỉnh, của sở. Và dự toán đó chúng tôi sẽ được thảo luận trong cuộc họp ban lãnh đạo mở rộng của nhà trường. Rồi tiếp theo chúng tôi sẽ thảo luận trong hội đồng sư phạm nhà trường và đưa ra thảo luận ở ban cuộc họp ban đại diện cha mẹ học sinh và xin ý kiến tại cuộc họp cha mẹ học sinh các lớp. Cuối cùng là chúng tôi thông qua hội đồng trường và được đồng thuận mới tiến hành thu góp. Tại trường trung học cơ sở Đại Hưng, giáo viên chủ nhiệm là người thông báo các khoản đóng góp, cha mẹ sẽ trực tiếp nộp tiền tại bộ phận văn thư của nhà trường. Các khoản thu được công bố công khai và giải thích cụ thể nếu phụ huynh còn thắc mắc. Năm học 2022-2023, trường thu hai khoản xã hội hóa là tiền ủng hộ hoạt động giáo dục để khen thưởng học sinh có thành tích tốt, học sinh vượt khó và vận động kinh phí phục vụ học sinh tham gia các cuộc thi với nguyên tắc xã hội hóa trên tinh thần tự nguyện và không cao bằng mức thu, đồng thời không thu đóng góp với những khoản thu không phù hợp hoặc không nhận được sự đồng tình từ dư luận như học tiếng Anh Victoria, tiền học kỹ năng sống, sổ liên lạc điện tử. Huy động như thế nào đó để nhân dân hiểu rõ và mức độ phù hợp, phục vụ thiết thực cho học sinh, cho con em của nhân dân và đều phải làm rõ ràng, minh bạch. Còn riêng đối với những học sinh mà gia đình hoàn cảnh khó khăn, cận nghèo hoặc là nghèo thì ngoài cái việc chế độ chính sách miễn giảm thì các cái khoản xã hội hóa này nhà trường không huy động. Các khoản thu chi khi đã được đưa ra bàn luận thống nhất giữa nhà trường, phụ huynh cũng như bên xã, chúng mình đều được bên giám hiệu nhà trường là đưa về ở bên kế toán thu, chứ không các cô giáo chủ nhiệm hay là không phải một thầy cô nào trực tiếp thu cả. Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra hoạt động thu chi tại trường tiểu học Tân Dân trong năm học 2022-2023. Sau khi có kết quả sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Dự kiến trong tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu sẽ tổ chức 3 đoàn kiểm tra hoạt động thu các khoản đóng góp từ học sinh tại tất cả các cơ sở giáo dục, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân vi phạm nếu có.